Chào buổi sáng, chào buổi chiều. Tùy theo người nghe của tôi ở đâu, vì tôi không biết được cụ thể vị trí của các bạn. Nhưng điều khiến tôi rất vui là được chúc Tết các bạn. Bởi vì ở nước Nga, Tết là một ngày vui, được kéo dài suốt một tháng. Vì vậy, chúc mừng năm mới các đồng nghiệp thân mến, chúc các bạn hạnh phúc mới và chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất. Bây giờ, trước máy quay, chúng ta lại cùng Nguyễn Nadia, trợ lý của tôi sẽ thu thập các câu hỏi của các bạn. Và tôi sẽ cố gắng trả lời chúng như lần trước. Có nghĩa là, sau khi trình bày một khối lượng thông tin nào đó, tôi sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi của các bạn. Và tiếp tục như vậy với một khối lượng thông tin mới. Cứ như vậy, và chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Bạn biết đấy, chúng ta đã nói về việc bảo vệ các ngôi nhà riêng biệt. Các nhà tổ chức hội thảo chúng ta nói rằng bây giờ cần nói về các tòa nhà cao chọc trời, cần phải nói về vấn đề mức độ bảo vệ chống sét cho các tòa nhà chọc trời này khác như thế nào so với, ví dụ, bảo vệ chống sét cho một ngôi nhà nhỏ hay một tòa nhà 5 tầng chẳng hạn. Nói thẳng ra, tôi thực sự không hiểu tại sao lãnh thổ nước Nga rộng lớn mà chúng ta vẫn xây dựng nhà chọc trời. Tôi hiểu khi những tòa nhà trong công nghiệp có chiều cao đáp ứng với yêu cầu công nghệ, nhưng những tòa nhà dân cư nhiều tầng đang được xây dựng, ngay cả ở những nơi mà diện tích tự do rất lớn. Song le với việc chúng đang được xây dựng là việc các nhà thiết kế cần phải bảo vệ chúng. Và tôi sẽ xem xét thực sự cần phải làm gì để bảo vệ những tòa nhà chọc trời này. Bảo vệ chống sét có gì khác với việc mà chúng tôi cùng với các bạn làm hay không? Chúng ta sẽ xem xét các câu hỏi như thế này. Thứ nhất, cần phải xem xét các cấu trúc xây dựng sẽ như thế nào, có gì đe dọa chúng hay không? Thứ hai, nội thất của tòa nhà. Thứ ba, mạch điện của nó. Và cuối cùng, môi trường xung quanh. Nhưng mà điều gì sẽ xảy ra xung quanh tòa nhà chọc trời này? Và đây có thể có những tin tức gì? Tôi phải nói ngay rằng, điểm đầu tiên liên quan đến cấu trúc của tòa nhà thì rất có thể được nghĩ ra để thổi phồng lên. Sét không thể làm bất cứ điều gì với bất kỳ cấu trúc xây dựng nào của các tòa nhà hiện đại. Tôi sẽ lấy cho các bạn một thí dụ. Trên tháp Astankino có một cột cờ mà trên đó phất phới lá cờ của Liên Xô thời đó. Sau 10 năm bay trong gió, nó bị sờn rách nhiều và được công nhân làm việc trên cao leo lên thay mảnh vải của lá cờ. Và chúng tôi đã thuyết phục được họ tháo chóp đỉnh của chính cột cờ này, nơi mà bị sét đánh trong 10 năm, ít nhất là vài trăm cú sét. Chúng tôi đã thấy gì? Chúng tôi đã nhìn thấy trên thỏi thép lúc này dấu vết của những tia sét đánh, mà rất giống những vết rỗ trên chân dung của một người bị bệnh đầu mùa. Đây là những lỗ bé tí tẹo, sâu không quá 1 mm, và đường kính to nhất là 10 mm. Còn nói chung là vài mm. Và vì vậy, nói về các cấu trúc xây dựng và nói rằng các cấu trúc xây dựng này có thể bị hư hại do sét, thật là một sự ngây thơ. Và vì thế, đối với vấn đề này, tôi sẽ không nhắc lại nữa. Bây giờ, về quy định của quy chuẩn. Như mọi khi, cần bắt đầu với tiêu chuẩn về trang bị bảo vệ chống sét cho các tòa nhà, công trình và công trình công nghiệp, SO 153. Nếu các bạn cầm lấy chính tiêu chuẩn này và mở nó ra, thì các bạn sẽ chẳng tìm thấy chút nào lạ thường trong các tòa nhà đó. Điều duy nhất ở trong đó có, đây là sự bảo vệ của các cột thu lôi. Nhưng các vùng bảo vệ của các cột thu lôi chỉ đến độ cao 150 m, tiếp theo 100 m, tiếp theo SO 153 hoàn toàn không có gì nữa.
Ngày nay, 150 mét thật khó để coi là một tòa nhà rất cao. Trong mọi trường hợp, đây không phải là tòa nhà chọc trời. Nếu bạn nhìn vào RD34, nhìn vào đây thì thực sự ở đó có vùng bảo vệ cho các cột thu lôi cao và vùng bảo vệ của cột thu lôi cao tới 600 mét. Chúng ta hãy xem xét những vùng bảo vệ này một chút. Đầu tiên, tôi phải nói rằng những vùng này phần lớn được suy diễn và tính toán bởi máy tính. Nhưng kinh nghiệm vận hành trên thực tế không thể làm thế nào khẳng định được điều đó. Bởi vì kinh nghiệm vận hành mà chúng ta có là như thế này. Thứ nhất, đó là những đường dây tải điện, chiều cao tối đa của chúng là 60 mét. Thứ hai, là những điểm lộ ra riêng biệt kiểu như tháp truyền hình Astankino. Và thật tiếc là ở nước Nga không có nhiều kinh nghiệm vận hành các công trình cao tầng trong phạm vi 200-500 mét. Nhưng ở châu Âu cũng không. Do vậy, cần phải xem xét các vùng bảo vệ này. Phải lưu ý rằng các vùng bảo vệ này phần lớn đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ, trước khi chúng ta xem xét những vùng bảo vệ này, chúng ta hãy nói về điều sau đây. Còn bản thân các công trình cao tầng có thể đem đến ảnh hưởng gì tới môi trường xung quanh trong hoạt động dông bão? Điều đầu tiên mà chúng ta biết rõ ở đây, không có gì phải nói nữa. Đây là việc thế này. Với sự chót vót của tòa nhà, số lượng các cú sét đánh vào tòa nhà này tăng lên. Kinh nghiệm cho thấy trong phạm vi chiều cao đã được khảo sát tương đối tốt thì mức tăng này tỷ lệ với bình phương của chiều cao. Và nếu tòa nhà có chiều cao 100 mét thì sét đánh vào đó khoảng một lần một năm. Nhưng tháp truyền hình Astankino bị sét đánh vào 25-30 lần mỗi năm. Sự phụ thuộc vào chiều cao rất nghiêm trọng và rất mạnh. Giải thích khoa học ở đây như thế nào? Tôi chưa bao giờ nói về các giải thích khoa học. Ở đây dẫn đến tôi phải nói về nó. Và tôi cần phải nói rằng, mọi khái niệm ngày nay về sự lựa chọn điểm sét đánh đều dựa trên giả thuyết của Gould. Ông là một người Mỹ và đã đưa ra giả thuyết này ở đâu đó khoảng 50 năm trước. Gould đã nói gì? Ông nói rằng kể từ thời điểm con người sinh ra trên trái đất, chưa có một tòa nhà nào mà chưa có con người nào lại bị sét đánh. Điều đó không bao giờ xảy ra. Tại sao? Bởi vì một lý do đơn giản là khi tia sét bắt đầu đi đến gần mặt đất, từ đỉnh của các tòa nhà xuất hiện các kênh plasma đi ngược lên để gặp nó, mà Gould gọi những kênh này là những tia tiên đạo ngược. Và sự gặp gỡ của hai kênh này, một từ đám mây đi xuống và một từ đối tượng nào đó đi lên, đó có thể là một cột thu lôi, có thể là một tòa nhà, điều đó không quan trọng. Và cuộc gặp gỡ này tạo ra một tia sét đánh vào đối tượng, tức là tia sét đánh vào đối tượng do đối tượng tự lôi kéo về phía mình bằng kênh tiên đạo đi lên đón gặp tia sét. Giả thuyết của Gould được tất cả mọi người chấp nhận một cách tuyệt đối, không có một chứng cứ nào phản bác lại giả thuyết này. Nhưng cần phải nói rằng, cũng không có cơ sở định lượng nghiêm túc nào cho giả thuyết của Gould. Đội ngũ những người Nga của chúng ta có một thời chuyên nghiên cứu về lĩnh vực này đã đưa ra kết quả như sau. Họ đã chỉ ra rằng tia phóng điện ngược, tia tiên đạo đi lên từ bất kỳ cấu trúc nào trên mặt đất, có thể là một cái cây, có thể là một cột thu lôi, có thể là một cột cao, bất cứ thứ gì bạn muốn. Thực tế là bắt đầu từ đỉnh của nó xuất hiện phóng điện bừng quang, giống như vầng quang tồn tại trên đường dây tải điện hoặc giống như trong các tiểu thuyết về cướp biển, xuất hiện trên đỉnh cột buồm của các con tàu cướp biển và có tên gọi là lửa thánh Emo, ánh sáng của thánh Emo,
Vần quang này có thể tồn tại trong một thời gian rất lâu mà không sinh ra bất kỳ kênh phóng điện nào. Ví dụ, trong toàn bộ cơn dông nó có thể tồn tại trên một vật thể, nhưng để sinh ra một kênh tiên đạo có thể đón gặp được tia sét, thì cần thiết sao cho vầng quang này chuyển đổi thành một dạng mạnh hơn. Nó được gọi là dạng trimmer. Nó có hình dạng cái chùy sể. Các nhánh của nó có thể kéo dài đến vài mét. Có một lý thuyết chỉ rõ cách vầng quang chuyển đổi thành dạng như vậy như thế nào. Để điều này xảy ra, dòng điện của nó phải đạt đến một giá trị xác định. Giá trị này khá lớn đối với vầng quang. Dòng điện này ở mức đâu đó khoảng 10 mA. Dòng điện tương đối lớn. Nếu quá trình chuyển đổi như vậy xảy ra, thì trên cơ sở streamer bùng phát, tại đó có thể phát sinh một kênh phóng điện ngược. Để xảy ra được điều này, điện áp trên kênh streamer bùng phát ít nhất phải lớn hơn 400 kV. Và nếu kênh này được sinh ra và muốn có thể tồn tại được, thì làm sao cho nó phải có độ dẫn điện nhất định. Chỉ khi đó mới có thể hình thành một kênh tiên đạo chặn đón được tia sét. Lý thuyết được viết trong các tài liệu giống như thế này. Nó là một sự phát triển của người Nga. Và tiếp theo chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta xem xét kênh tiên đạo sẽ được hình thành như thế nào. Ở đây, trên đồ thị này, tôi đã chỉ ra cách điện trường của một đám mây dông tăng lên theo thời gian. Và trong trường hợp này, nó tăng lên trong khoảng 10 giây và tạo thành dòng điện của bản thân vầng quang như thế nào. Chẳng hạn như sẽ xảy ra trên đỉnh tháp Astankino. Hóa ra là dòng điện này không đạt được đến mức mà tại đó có thể xuất hiện sự chuyển đổi của vầng quang. Dòng điện xấp xỉ dưới 3 mA, còn dòng điện tới hạn phải là 10 mA. Và dù chúng ta có cố gắng đến đâu, chúng ta cũng không thể làm cho tháp Astankino mạnh đến mức để từ nó có thể tạo ra một kênh phóng điện. Như thế đấy. Tuy nhiên, đánh vào tháp thì sét vẫn đánh. Chúng đánh bằng cách như thế nào? Tình huống hóa ra là như thế này. Vầng quang mạnh dần lên và bắt buộc phải biến chuyển mạnh mẽ. Phóng điện sét mà xuất phát từ đám mây dông và bắt đầu tiến gần đến kiến trúc rất cao. Khi mà kênh sét đến gần, nó mang theo trên mình điện tích từ đám mây dông, tiến đến gần kiến trúc rất cao và làm cho dòng điện vầng quang bắt đầu tăng lên rất mạnh và liên tục tăng lên. Và nó có khả năng vượt qua giá trị tới hạn như thế. Điều này có nghĩa là tất cả các quá trình phát sinh bởi các kiến trúc trên mặt đất đồng hành với các tia sét từ trên mây đánh xuống không ở quá xa chúng. Kết quả của việc này, hiện tượng sau đây có thể xảy ra. Ở đây, đưa ra tiến trình phát triển của kênh phóng điện ngược đối với tia sét từ một đối tượng có chiều cao không quá cao. Ở đây, chiều cao của đối tượng là 30 mét và khoảng cách chiều ngang đến kênh sét là 150 mét. Kênh này phát triển ở trong trường của sét, nhưng ngay khi tia sét đạt tới mặt đất, ngay khi nó chạm đến mặt đất, thì ở đây lập tức, ở đây, cho tới một giây. Mũi tên của tôi làm gì ở đâu rồi? Nadia, ra, giúp tôi với. Ồ. Ở đây. Nhận được cái gì? Kênh đang phát triển, nhưng ngay sau khi tia sét chạm đến mặt đất và truyền điện tích của mình xuống đất, thì sự phát triển của kênh này kết thúc và phóng điện hóa ra không hoàn thành, nó không tồn tại. Cú đánh xảy ra trong đất.
Nhưng nếu chiều cao của đối tượng của bạn là rất cao, chẳng hạn, bây giờ tôi có chiều cao của đối tượng là 200 mét và tia sét ở khoảng cách 750 mét từ kênh này. Hãy nhìn xem, kênh phóng điện vươn lên, vươn lên, vươn lên rồi sau đó sét đánh xuống đất. Nó chậm lại sự vươn lên của mình, nhưng ngay lập tức nó lại tiếp tục vươn trở lại. Phóng điện như vậy sẽ xảy ra ở các tòa nhà cao tầng. Và bây giờ phát sinh điều như thế này. Phát sinh điều sau đây. Hóa ra là tất cả các quá trình phát triển của sét xuất hiện trong khoảng giữa mây và đất. Và các quá trình này khá mạnh mẽ. Bởi vì sét là một quá trình xảy ra đi kèm với dòng điện hàng chục kiloampere và thậm chí hàng trăm kiloampere. Và vì một lý do nào đó chưa rõ, liên quan với phóng điện yếu nhất tồn tại trong tự nhiên cùng vầng quang. Ở đó dòng điện ở mức vài phần của miliampere. Đây có phải là sự thật không? Có thể đây là suy đoán thuần túy. Hóa ra đây không phải là suy đoán. Đây là sự thật trần trụi mà có thể được xác nhận bằng cách như sau. Ở đây, bạn có một tòa nhà cao tầng 200 mét. Kiến trúc cao tầng này sẽ đứng trên mặt đất trong cả mùa giông bão. Và nhiều nhất, chỉ có một hoặc hai tia sét đánh vào kiến trúc này mỗi năm. Bây giờ, người ta làm thí nghiệm như sau. Họ lấy một tên lửa khí tượng nhỏ kéo theo một sợi dây tí xíu ở phía sau và phóng tên lửa này lên bầu trời và tên lửa này bay đến độ cao 200 mét trong khoảng 3 đến 5 giây. Nếu tên lửa này được phóng dưới một đám mây giông thì xác suất khoảng 70%. Sau 3 giây bay, nó sẽ bị tia sét đánh trúng. Sự khác biệt giữa hai vật thể này là gì? Ở chỗ này là 200 mét và ở chỗ kia cũng là 200 mét. Nhưng sự khác biệt là ở chỗ. Ở đây, vầng quang đã tồn tại trong một thời gian dài, hình ở giữa. Và vầng quang đã xả các điện tích của nó vào bầu khí quyển. Những điện tích này, đám mây điện tích này giống như một cái mũ tàng hình che phủ các tòa nhà cao tầng. Và ở đây, hình bên trái, sẽ không có thời gian cho việc này. Hơn nữa, tên lửa bay với tốc độ 100 mét giây và nó vượt qua các ion của chính nó. Các ion chuyển động chậm hơn. Vì vậy, tất cả sự liên quan với vầng quang, đây là sự liên quan hoàn toàn có thật mà cần phải được lưu ý tuyệt đối trong mọi công việc liên quan đến nhà chọc trời. Và nếu mối liên hệ này được phân tích thì nó lộ ra một điều hoàn toàn kỳ lạ và không hiểu rõ lắm. Tôi bắt đầu tăng chiều cao của đối tượng 50m, 100m, 150m, 200m. Một vật thể cao 200 mét sẽ bị khoảng 2 tia sét mỗi năm. Nếu tôi lấy một vật ở độ cao 250 mét, thì sẽ vẫn bị 2 tia sét như thế. Số lượng của các tia sét không tăng. 300 mét vẫn là 2 tia sét như thế. 500 mét vẫn là 2 tia sét như thế. Còn tất cả các tia sét khác không xuất phát từ đám mây. Những tia sét này bắt đầu từ công trình và đánh không phải từ mây xuống đất, mà từ phía mặt đất đi lên đám mây. Trong các tòa nhà chọc trời, số lượng tia sét đánh xuống từ đám mây hầu như không phụ thuộc vào độ cao của chúng. Còn sự phụ thuộc vào độ cao chỉ là số lượng sét xuất phát từ công trình và đánh lên đám mây. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem một bức ảnh một tia sét như vậy. Đây là tia sét từ tháp Astankino xuất phát từ đỉnh của nó và bay lên phía trên. Sét giống như một cái cây phân nhánh theo các hướng phát triển
Đây là một tia sét đi lên. Vì vậy, trong số 30 tia sét mà tôi đã nói với các bạn, có khoảng 28, 27 tia sét đi lên dội bom vào đám mây, xuất phát từ đỉnh của vật thể. Đây là tình trạng xảy ra với các tòa nhà chọc trời. Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem xét các vùng bảo vệ được viết trong RD34. Và như tôi đã nói với các bạn là không có cơ sở lắm. Tôi đã lôi chọn một trang từ tài liệu của tiêu chuẩn RD34 cho các bạn xem. Đây là công thức tính vùng bảo vệ A và công thức để tính vùng bảo vệ B. Nếu tôi lấy công thức tính vùng bảo vệ A, đặt một vật cao 600m vào vùng này, tính bán kính của vùng bảo vệ, tôi nhận được một giá trị âm. Bạn có thể kiểm tra lại điều này cho chính mình. Bán kính của vùng bảo vệ, vùng bảo vệ này sẽ là âm. Sự bất cẩn rất lớn của những người soạn thảo tiêu chuẩn quy định. Bởi vì phải làm gì với vùng bảo vệ âm bây giờ? Ngay cả để hiểu còn không thể hiểu được. Để hiểu rõ vấn đề này, trước buổi hội thảo này, chúng tôi đã tính các khu vực bảo vệ và xem chúng phụ thuộc vào độ cao như thế nào. Tính toán máy tính cho thấy hai vùng bảo vệ. Một vùng bảo vệ có độ tin cậy là 0,99. Nhưng đây là loại nào đó giống với vùng bảo vệ A. Còn vùng bảo vệ thứ hai là vùng bảo vệ ở mức 0,9. Đây là một loại nào đó giống với vùng B. Các bạn hãy xem đã nhận được kết quả gì. Đây là giới hạn của khu vực bảo vệ của cột thu lôi cao 200m. Nó đây. Còn đây là giới hạn của khu vực bảo vệ của cột thu lôi cao 300m. Các bạn thấy không? Bán kính của chúng tại mặt đất hoàn toàn không thay đổi chút nào. Tác động bảo vệ không thay đổi bởi độ cao của cột thu lôi. Còn đây là bán kính bảo vệ của cột thu lôi 400m. Như thế, bán kính của khu vực bảo vệ của nó hóa ra nhỏ hơn. Hãy nhìn xem. Trước đó xấp xỉ 120m, bây giờ là 60m. Tương tự như vậy, một hình ảnh như trên nhận được với các vùng bảo vệ B, tôi có thể rút ra kết luận gì từ điều này? Hai kết luận. Kết luận đầu tiên là thế này. Các tầng trên của tòa nhà chọc trời rất khó để bảo vệ. Các phương tiện bảo vệ chống sét đánh xuống chính các kiến trúc này đơn giản hóa ra là chúng không tồn tại. Còn liên quan đến cấu trúc trên bề mặt mặt đất, hóa ra là một kiến trúc cao chọc trời không những không bảo vệ được công trình đứng bên cạnh trên bề mặt mặt đất, mà còn có vẻ như là gây ra một tác dụng ngược nào đó. Bởi vì các tác động bảo vệ của cột thu lôi ở đây không có chút nào. Hãy tưởng tượng mà xem, chiều cao của tháp là 500m, còn bán kính bảo vệ tại mặt đất là 60m. Đây hoàn toàn không phải là bảo vệ gì cả. Đây là lý do tại sao lại xảy ra điều này. Đây là điều rất đáng để hiểu. Nhưng trước khi hiểu được nó, tôi vẫn muốn cho các bạn xem một bức tranh mà sẽ chứng minh. Nhìn đây, đây là tháp Astankino. Từ đây đến đây là 202m. Sét đánh trượt qua bên cạnh tháp Astankino, bỏ qua đỉnh của nó và đánh vào bên dưới nhà hàng, tầng trời thứ 7. Nghĩa là không bảo vệ được bề mặt của các tòa nhà chọc trời. Ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được. Tình huống là như vậy. Ở đây, đối với sét đánh xuống, độ tin cậy bảo vệ từ các tòa nhà chọc trời
hầu như không tồn tại, hoàn toàn không có chút nào. Và cách để cứu duy nhất mà chúng ta có là như thế này. Nếu chúng ta nói về các tòa nhà chọc trời, thì dẫu sao số lượng sét đánh nhiều hơn vào chúng, đây là sét xuất phát từ đỉnh của các kiến trúc này và hướng lên trời. Để tia sét hướng lên đi ra từ một điểm nhất định nào đó mà chúng phóng ra từ điểm nào cao nhất, thì chỉ cần có một cột thu lôi có chiều cao không lớn, thí dụ cao 10 mét, lắp đặt trên nóc kiến trúc này, như vậy là đủ. Khi đó tất cả các tia sét hướng lên, chúng sẽ xuất phát từ cột thu lôi nhỏ này. Tháp Astankino đã cho thấy rằng nó chính là như thế. Nghĩa là các cú sét đánh lên, chúng ta dễ dàng chống lại chúng. Còn các tia sét từ mây đánh xuống lại rất khó chống lại chúng. Thực tế là không thể bảo vệ được. Nadia, chúng ta có câu hỏi nào không? Vâng, chào tất cả các bạn. Có một câu hỏi ở tận phần đầu bài giảng của ông. Nó liên quan đến mái nhà đang vận hành. Chúng ta phải làm gì? Thí dụ, nếu trên nóc nhà trung tâm mua sắm có quán cà phê ngoài trời, tòa nhà cao 20 mét, diện tích 2.000 mét vuông. Hãy nói như thế này, tòa nhà cao 20 mét không thể gọi là cao ngay cả khi nó ở trong làng bụi bẩn lớn. Tức là dẫu sao nó vẫn là một tòa nhà bình thường và những gì tôi nói không áp dụng cho ngôi nhà này. Nhưng quán cà phê trên sân thượng thì phải được bảo vệ. Và cần bảo vệ quán cà phê trên mái nhà ngay cả khi đối với một kiến trúc thấp như vậy. Tôi nhất định sẽ nói về điều này ở phần cuối hội thảo. Tôi tin rằng tôi sẽ có thời gian trả lời câu hỏi này ở phần cuối. Và tôi sẽ đề xuất các biện pháp mà sẽ làm để đảm bảo an toàn cho mọi người ở đó. Nhưng nếu chúng ta nói về một tòa nhà cao tầng, thì những tầng trên của tòa nhà này, nếu có, chúng sẽ không được bảo vệ khỏi sét đánh xuống từ những đám mây. Cho dù bạn có làm gì trên mái nhà cũng vậy, cách bảo vệ duy nhất bạn có thể làm là bảo vệ các tầng này bằng lưới mà không lắp đặt trên mái. Tôi sẽ lắp đặt ở mặt bên nếu đây là cần thiết. Nếu đây là ví dụ nhà dân cư hoặc nhà văn phòng, để đóng vai trò của lưới kim loại này có thể là một loạt các cấu trúc. Điều này sẽ được nói thêm một phần sau. Bây giờ là vấn đề như thế này. Dù là sét đi lên hay là sét đi xuống, chúng đều vẫn phát triển và sinh ra dòng điện chạy qua tòa nhà. Và ở các tòa nhà cao tầng, điều này xảy ra khá thường xuyên. Tháp Astankino bị 30 cú sét mỗi năm. Hiện nay, tại trung tâm văn phòng của Moscow đã xây dựng các tòa nhà với chiều cao từ 300 đến 350 mét. Ở đó, số lượng các tác động của dòng sét như vậy trong mùa giông bão ở mức đâu đó 15 cú mỗi mùa. Có nghĩa là một tác động rất thường xuyên. Các bạn hiểu không? Và do thực tế là các tác động này rất thường xuyên, chúng phải được dẫn xuống đất sao cho không gây ra nhiễu điện từ lớn trên các thiết bị điện bên trong tòa nhà. Ví dụ như công nghệ vi xử lý chẳng hạn. Ít nhất là trên máy tính, ít nhất là trên mạng máy tính nội bộ. Có thể làm gì ở đây? Dòng điện này là không thể tránh khỏi. Cho dù bạn muốn hay không, nó vẫn chạy. Thí dụ mà tôi đưa ra ở đây như sau. Nhà cao tầng diện tích 50 x 50 mét tại móng. Tôi đã lấy một dây dẫn xuống một cách ngu ngốc. Cường độ từ trường sẽ phụ thuộc vào khoảng cách tới dây dẫn xuống này. Các bạn hãy nhìn đây, từ trường giảm dần và từ trường rất mạnh, nó xấp xỉ ở mức
1 phần 10 ampemet. Đây là một trường mạnh mà sẽ gây ra nhiễu mạnh. Tất nhiên, một điều như vậy là không cho phép. Vậy có thể làm gì? Chỉ có một lối thoát. Chia dòng điện này theo nhiều dây dẫn xuống. Đường cong thứ hai mà tôi có là thế này. Tôi lắp 4 dây dẫn xuống ở 4 góc của tòa nhà. Hãy nhìn xem. Ở đây, theo tỷ lệ logarit, ta thấy từ trường giảm xuống một bậc độ lớn do có 4 dây dẫn xuống. Từ trường giảm một bậc độ lớn ngay cả ở những khoảng cách gần và sau đó nó còn giảm mạnh hơn. Các bạn thấy không? Điều này có nghĩa là tăng số lượng dây dẫn xuống là một cách khá tốt để giảm hiện tượng nhiễu lên các mạch điện bên trong các tòa nhà cao tầng. Còn bây giờ, tôi làm điều tiếp theo. Bây giờ, tôi cho các bạn xem một bức tranh hoàn toàn điên rồ. Tôi cho các bạn xem các dây dẫn xuống được đặt cách nhau với bước chỉ có 2 mét. Hãy nhìn xem. Trong trường hợp này, nhiễu điện từ đã giảm hơn 100 lần, ngay cả khi ở gần dây dẫn xuống. Câu hỏi đặt ra là, ở đâu có kẻ ngu ngốc như vậy mà dám thiết kế dây dẫn xuống với bước 2 mét? Bạn biết đấy, trong hầu hết các trường hợp ở các tòa nhà cao tầng, điều này hầu như được thực hiện miễn phí. Bằng cách nào? Nhà cao tầng là gì? Đây là lắp ráp các khung bê tông cốt thép đúc sẵn, thường là nguyên khối. Trên đó có lắp các bức tường không chịu tải. Nó chỉ là lớp bảo vệ khỏi cái lạnh, âm thanh và sự xâm nhập của ánh sáng vào không gian bên trong. Tức là các bức tường bên của tòa nhà cao tầng trong phần lớn các trường hợp là cửa sổ lắp kính hai lớp. Và ở những cửa sổ lắp kính hai lớp này có khung bằng kim loại. Và khung kim loại này thông thường được làm bằng Dura, mà ngày nay được cho phép để thoát dòng điện sét. Nếu bạn kết nối các cửa sổ lắp kính hai lớp này với nhau từ trên xuống dưới, nhưng mà sự kết nối này đã được diễn ra tự động vì chúng được treo trên các giá lắp đặt bao phủ giữa các tầng. Khi đó bạn nhận được một hệ thống các dây dẫn xuống có bước là chiều rộng của các khung cửa này. Đó là nơi tôi lấy ra con số 2 mét. Các bạn hiểu không? Nghĩa là điều này nhận được một cách hoàn toàn tự động. Và trong trường hợp này, nhiễu điện từ bị suy giảm đến mức ở bên trong tòa nhà, các mạch máy tính thậm chí không cần lắp đặt bộ hạn chế quá điện áp. Thiết bị bảo vệ quá điện áp không cần thiết. Có một điều rất quan trọng nữa ở đây. Đây là điều như thế này. Tôi nói rằng các tầng trên phải được bảo vệ bằng lưới để sét không đánh vào không gian bên trong của tòa nhà. Mà lưới này cũng đã được tạo ra tự động từ chính các cửa sổ hai lớp đó. Các bạn hiểu không? Các bạn có đủ mọi thứ và không cần phải nghĩ đến việc trang bị thêm bảo vệ chống sét ở các tầng trên. Còn ở những tầng thấp bên dưới thì không cần thiết nó. Najeda, một lần nữa có bất kỳ câu hỏi nào ở đây không? Vâng, các đồng nghiệp thân mến, bây giờ tôi mời các bạn đặt câu hỏi nếu các bạn còn thắc mắc đối với phần trình bày trên, để chúng ta có thể chuyển sang phần tiếp theo. Hiện tại câu hỏi chỉ liên quan đến lưới mà ông đã nói, có thể hay không đặt nó trong bê tông, và trong trường hợp này nó có làm việc được không? Tôi sẽ đợi cho đến cuối buổi hội thảo được không? Tôi sẽ không trả lời câu hỏi này bây giờ. Tôi nghĩ là được. Bây giờ chúng ta sẽ nói về nối đất. Làm thế nào với tiếp đất ở tòa nhà cao tầng? Các tòa nhà cao tầng
thông thường có diện tích khá lớn. Các tòa nhà bê tông cốt thép có lẽ sẽ có móng xây dựng kiên cố. Và phần móng này sẽ được chôn tương đối sâu trong lòng đất. Và móng này, theo quy luật, sẽ được sử dụng dưới dạng một mạch nối đất. Một mặt sẽ thoát dòng điện sét. Mặt khác, nó rất có thể sẽ là nối đất của trạm biến áp mà sẽ cung cấp nguồn cho tòa nhà. Và khi đó, hóa ra là cần phải đặt ra các yêu cầu khá nghiêm khắc đối với mạch tiếp đất này, không phải từ góc độ bảo vệ chống sét, mà từ góc độ an toàn điện. Ví dụ, nếu đây là một trạm biến áp trung tính cách ly và có điện áp 320-380V, thì rất có thể bạn sẽ cần điện trở nối đất không nhỏ hơn 4 ôm. Bạn sẽ sử dụng nó cho trạm biến áp và cho cả việc kết nối các dây dẫn xuống. Câu hỏi đặt ra là, bạn sẽ gặp những vấn đề gì ở đây? Hãy xem những gì được đưa ra trên đồ thị này. Trên đồ thị này đưa ra hai loại móng, một ở độ sâu 10 mét, một móng khác ở độ sâu 20 mét. Và diện tích của tòa nhà này là 50 x 50 mét. Như một tòa nhà chọc trời điển hình. Và bây giờ, hãy xem điều gì sẽ xảy ra nếu tôi sử dụng móng 20 mét hay là móng 10 mét. Bởi vì cạnh của móng hình vuông này sẽ phụ thuộc vào điện trở nối đất chia cho điện trở xuất của đất. Ví dụ, nếu tôi cần 4 ôm. Trong trường hợp này, tôi sẽ lấy 4 ôm chia cho rô. Nếu điện trở xuất của đất là 1.000 ôm mét, thì tôi sẽ có một diện tích móng khổng lồ. Hóa ra là cần móng ở đâu đó 90 x 90 mét. Một tòa nhà cao tầng có thể không có một móng như vậy. Và bạn thấy đấy, nhận được kết quả gì? Khi đó nhận được kết quả là nếu điện trở xuất của đất lớn hơn 1.000 ohm và bạn cần phải đi xuống thấp hơn điểm ở đây, thì bạn hoàn toàn không thể tạo ra điện trở ở mức 4 ohm. Có nghĩa là khả năng của móng, thậm chí của một móng sâu 20 mét, nói chung là rất hạn chế. Và nếu bạn xây dựng một tòa nhà cao tầng ở nơi có điện trở xuất của đất cao, thì sự lựa chọn của bạn là rất nhỏ. Bạn cần phải hoặc lật tung diện tích xung quanh tòa nhà này và bổ sung các điện cực nối đất. Hơn nữa, chọc chúng xuống sâu là không ổn, vì ở đó đã có móng sâu tới 20 mét. Bạn nên phải kéo điện cực nối đất này ra theo chiều ngang, và điều này trở thành một nhiệm vụ rất nghiêm túc. Nhiệm vụ này càng nghiêm trọng hơn khi điện trở xuất của đất càng cao so với con số có điều kiện kiểm tra sơ lược là 1.000 ohm mét, và không có phương án nào khác ở đây. Trừ phi chỉ có thay đất. Vẫn chưa có câu hỏi sao? Có những câu hỏi về phần đầu tiên liên quan đến dây dẫn xuống và lưới chống sét. Hãy đọc đi. Câu hỏi: tòa nhà cao 60 mét, kích thước các cạnh ở trên mái là 12 x 12 mét, cần phải làm các mắt như thế nào? Theo tôi hiểu, đó là về các mắt lưới chống sét. Bạn biết rằng ở nước Nga chúng ta có hai tiêu chuẩn.
Chúng ta có các ô 6 x 6 mét. Đây là các ô mà RD34 quy định cho cấp bảo vệ chống sét cấp 2. Và có những ô kích thước 12 x 12 mét được quy định cho cấp bảo vệ chống sét cấp 3. Nhưng có điều thế này. Bạn làm ô lưới 6 x 6 mét. Bạn làm ô 12 x 12 mét. Câu hỏi đặt ra là chúng sẽ bảo vệ cái gì? Hãy bắt đầu với điều này. Nếu có bất kỳ cấu trúc nào trên mái của tòa nhà, chẳng hạn như chính quán cà phê mà tôi vừa được hỏi, thì tấm lưới này sẽ không mang lại bất kỳ sự bảo vệ nào cho những chiếc bàn của quán cà phê và con người ngồi ở bàn này. Lưới này nằm bên dưới bàn, bên dưới con người, và lưới này không bảo vệ khỏi bất kỳ tia sắt nào cả. Hoàn toàn không bảo vệ. Và bây giờ câu hỏi thứ hai. Nó có bảo vệ mái nhà không? Có hai phương án ở đây. Phương án thứ nhất là mái nhà mà chúng ta đã quen ở Nga. Chúng ta làm phủ mái bằng các tấm bê tông cốt thép. Trên các tấm bê tông cốt thép đó, chúng ta phủ lớp cách nhiệt. Còn trên lớp cách nhiệt đặt lưới chống sét này. Tôi có thể nói với sự tin tưởng hoàn toàn, và tôi đã nói về điều này trong một cuộc hội thảo, rằng về nguyên tắc một lưới như vậy hoàn toàn không chặn được sét. Chúng có thể vô tình rơi vào lưới, nhưng đại đa số chúng sẽ lọt qua lớp chống thấm và đánh vào cốt thép của tấm bê tông cốt thép. Chọc một mổ bê tông ở chỗ này ra, dòng điện sẽ chạy qua cốt thép của bê tông cốt thép rồi đi xuống móng. Về cơ bản, lưới này không bảo vệ cho bất kỳ ai. Phương án thứ hai, đối với nước Nga hoàn toàn không phổ biến. Mái nhà làm bằng một loại cấu trúc điện môi nào đó. Và trên những cấu trúc này có một lưới kim loại. Và dưới mái nhà ở khoảng cách vài mét đã có các khu sản xuất hoặc các phòng dân cư được tách biệt bởi mái điện môi này. Khi đó, lưới hoạt động giống như các dây thu lôi. Và khi đó, lưới này thực sự có tác động bảo vệ. Nhưng tình huống này hoàn toàn không phải là điển hình đối với nước Nga. Những mái nhà như vậy chúng ta thực tế không có ở bất kỳ chỗ nào. Có thể đặt lưới này trong kết cấu bê tông cốt thép không? Các giải pháp như vậy trong các tiêu chuẩn quy định của chúng ta không đề xuất. Lưới được đặt bên trên hoặc bên dưới lớp phủ chống thấm nếu nó không dễ cháy. Có một câu hỏi thế này, liệu có thể đặt vào trong lớp cách nhiệt? Cái gì cơ? Có thể đặt lưới vào trong lớp cách nhiệt không? Nói rồi. Tôi nhấn mạnh, nó được nói trong RD34. Rằng lưới có thể được đặt dưới lớp cách nhiệt hoặc giữa nó. Nếu lớp cách nhiệt này không cháy, nếu là chất dễ cháy, thì phải đặt lưới lên trên lớp cách nhiệt. Ở đây, các nhà biên soạn cho rằng lưới như vậy sẽ bảo vệ lớp cách nhiệt dễ cháy khỏi tiếp xúc với kinh sét. Đây là một sự dối trá trần trụi. Ở đây không có sự bảo vệ nào cả, và trên thực tế, khuyến nghị này là sai lầm. Bạn không thể gỡ bỏ lưới này, vì thanh tra nhà nước sẽ không cho phép bạn tháo nó ra. Nhưng hãy nhớ rằng nó sẽ không bảo vệ cho lớp cách nhiệt. Còn câu hỏi không? Vâng, tất nhiên, vẫn còn những câu hỏi. Thứ nhất là về tòa nhà cao 60 mét. Tác giả hỏi phải làm gì, bảo vệ tòa nhà này như thế nào, dùng cột thu lôi cao bao nhiêu
hay dùng hệ thống cách ly nào đó. Thế này, tôi sẽ đi đến chỗ đó vì tôi muốn trình chiếu các slide cụ thể, được chứ? Hãy để người tham gia hội thảo đó kiên nhẫn một chút. Được rồi, có một câu hỏi khác liên quan đến tòa nhà nguyên khối. Có thể sử dụng liên kết kim loại trong chúng, trong các tòa nhà nguyên khối để tổ chức các dây dẫn xét không? Vấn đề là thế này, ngày nay, theo tiêu chuẩn của chúng ta cho rằng nếu cốt thép của tòa nhà được kết nối bằng cách đan hoặc xếp chồng lên nhau, một thanh cốt thép này lên một thanh cốt thép khác, và ít nhất có 50% các thanh có sự liên kết như vậy, thì các cốt thép này có thể được sử dụng như là dây dẫn xét có sẵn. Vì lý do đó, người ta cho rằng điều này hầu như luôn luôn xảy ra. Có thể nói có, thí dụ cột bê tông cốt thép có thể được sử dụng để thoát dòng xét. Và dẫu sao, điều này vẫn xảy ra. Các bạn biết đấy, cho dù bạn có muốn hay không, vì lý do sau đây. Ở phía trên nóc, các cốt thép của tấm bê tông cốt thép mái được kết nối với cốt thép của cột. Vì vậy, dù bạn muốn hay không muốn, dòng điện xét vẫn sẽ rơi vào đó. Bạn nói bạn có thể, bạn nói không thể, tất cả như nhau. Sự thật này sẽ được thực hiện. Và do đó, khi tính toán thoát dòng xét của một tòa nhà cao tầng, họ cho rằng có thể sử dụng cột bê tông cốt thép cho mục đích này. Tôi đã đưa ra một thí dụ. Không phải với cột bê tông cốt thép mà là với khung kính, đơn giản là vì nó rất dễ nhìn. Bạn có hiểu tôi không? Và tôi biết kiến trúc cao tầng khi mà khoảng cách giữa các cột khoảng chừng 6 mét. Và khi tính toán hệ thống thoát dòng điện xét theo các kết cấu kim loại của các cột này, hiệu quả nhận được gần giống như tôi đã trình bày cùng với các bạn. Vì vậy, câu trả lời ở đây là có, tất nhiên là có thể. Về hệ thống nối đất còn có một câu hỏi, dẫu sao nếu tòa nhà cao tầng có móng không lớn lắm thì tổ chức nối đất như thế nào? Vì một số lý do họ hỏi làm thế nào để đạt được 4 ôm với móng nhỏ. Bạn có biết vấn đề là gì không? Tôi khó hình dung một tòa nhà cao tầng có diện tích móng nhỏ, ngoại trừ ví dụ tháp anten nào đó. Vâng, thực sự ở đó có thể có một diện tích nhỏ. Và phải làm gì trong những trường hợp này? Sử dụng bổ sung hệ thống thanh dẫn nằm ngang mở rộng ra ngoài móng. Có thể làm những gì? Có thể làm như thế này. Bạn có thể hình dung là bạn có một móng. Ví dụ, móng này có dạng hình tròn. Tất nhiên, bạn sử dụng nó thành một phần tử nối đất. Nhưng từ phần tử nối đất này, bạn tạo các tia hướng ra ngoài và bạn kéo các tia này ra một khoảng cách có thể vài chục mét. Hệ thống tính toán như vậy tồn tại. Hơn nữa, chúng tôi hy vọng rằng sau một thời gian nữa, hệ thống này sẽ được dự án Zanru đưa ra dưới dạng Internet. Điều này có thể thực hiện được. Nếu ở chỗ bạn không thể làm gì cả, thì chỉ có một lựa chọn. Đó là lấp lại lớp đất trên cùng. Và chúng ta đã nói về điều này trước cuộc hội thảo lần trước. Toàn bộ sẽ có quang cảnh như thế nào? Đây là một thú vui đắt giá và rất tốn kém. Không có phương án nào khác. Trong nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Moscow, vấn đề còn phức tạp hơn. Bởi thực tế là tòa nhà này có các tầng ngầm. Và trong tòa nhà này còn có tiền đình. Ở tại tiền đình, có rất nhiều người tập trung, và vì vậy điện trở nối đất ở đó phải giảm mạnh. Ở đó, họ đã làm theo cách như tôi đã nói. Các chùm tia bên ngoài đưa một phần đáng kể dòng điện xét ra xa giao dân. Còn có câu hỏi nữa, ông có khuyến nghị nào đó về vấn đề ở giá trị nào của điện trở xuất của đất mà có thể sử dụng móng làm điện cực nối đất không? Không, không có khuyến nghị như vậy và không thể có được vì lý do như thế này.
cần phải biết tính toán điện trở nối đất của móng. Nếu có nhu cầu khẩn cấp về một việc như vậy, và đủ số lượng người lên tiếng về điều đó, tôi nghĩ chúng ta có thể sắp xếp một cuộc hội thảo đặc biệt về vấn đề này. Làm thế nào để tính toán móng? Thí dụ, riêng tôi đã sẵn sàng cho một buổi hội thảo như vậy. Và nếu bạn, ví dụ, viết trong yêu cầu của bạn rằng bạn cần có chủ sở hữu của dự án, Gian Ru, có thể sẽ đồng ý tổ chức một buổi hội thảo như vậy. Đã có tài liệu cho việc này. Cũng có một câu hỏi không liên quan lắm đến chủ đề. Nó liên quan đến vấn đề tính toán các vùng bảo vệ, hoặc theo phương pháp góc bảo vệ, hoặc quả cầu lăn. Ông có muốn bị phân tâm bởi điều này bây giờ không? Khi đó tôi sẽ đọc câu hỏi. Bạn biết đấy, chuyện là thế này. Tôi rất không muốn trả lời câu hỏi này vì lý do sau đây. Phương pháp luận mà bạn gọi tên được đưa ra trong tiêu chuẩn của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế 62305 mà không được chấp thuận ở Nga. Phương pháp tính toán của chúng ta không sử dụng phương pháp quả cầu lăn cũng như phương pháp góc bảo vệ vì lý do đơn giản là cả hai phương pháp đều đưa ra những lời nói dối khủng khiếp trong hàng loạt tình huống. Chúng ta đã nói về vấn đề này trong buổi hội thảo đầu tiên. Có lẽ là tôi sẽ không nhắc lại một lần nữa. Nhưng tôi có thể nói một điều thế này. Nghĩa là theo phương pháp của cầu lăn nhận được điều sau đây. Nếu bạn có một cột thu lôi thông thường, chiều cao lớn hơn bán kính của quả cầu này, mà ở đó có 4 quả cầu, quả nhỏ nhất đối với cấp độ bảo vệ chống sét cấp 1 là 20m. Nếu cột thu lôi của bạn có chiều cao lớn hơn 20m, thì việc tăng thêm chiều cao của nó cũng không đem lại hiệu quả gì. Thật là nhảm nhí. Không đúng với bất kỳ kinh nghiệm thực tế của bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, điều vô lý này được hợp pháp hóa bởi tiêu chuẩn của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế. Đối với cá nhân tôi, nếu họ cố gắng đưa tiêu chuẩn này vào nước Nga, tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tiêu chuẩn này không hoạt động ở Nga. Tôi phải nói rằng tôi sẽ có đủ người ủng hộ, khá đủ. Chúng ta hãy tiếp tục đến phần sau. Chúng ta hãy tiếp tục, và đây là một câu hỏi quan trọng như thế nào. Cao ốc, tòa nhà chọc trời này nhận hàng chục tia sét mỗi năm. Và khi đó, có điều thế này. Ở gần tòa nhà chọc trời có thể có con người. Hỏi rằng, liệu điện áp bước và điện áp tiếp xúc có tác động đến những người này hay không? Nó như thế nào? Nghiêm trọng hay không nghiêm trọng? Và tôi đã xem xét những con số như thế nào có thể có trong đất thông thường, nhận được điều như thế này. Đây, nếu bạn sử dụng móng của cột thu lôi làm nối đất và bạn buộc phải làm như vậy, bạn sẽ không thể tránh đi đâu được. Và nếu ở chỗ bạn đất xấu có điện trở xuất ở đâu đó, ví dụ ở mức 1.000 ohm, thì những đường cong được tính toán này được đưa ra ở đây. Chúng cho thấy điện áp bước thay đổi như thế nào phụ thuộc vào khoảng cách từ tường nhà đến vị trí của con người. Và nhận được một điều thế này. Ngay cả khi bạn có một tòa nhà rất lớn, cứ cho là 80 x 80 m, thì ngay cả trong trường hợp này, với dòng điện 100 kA, điện áp bước của bạn đạt tới 20 kV. Điều này có cho phép không? Tôi không thể nói với bạn vì lý do sau đây. Các tiêu chuẩn của chúng ta về điện áp bước hoàn toàn không quy định, và các tiêu chuẩn quốc tế cũng không quy định cho các tác động xung.
Nhưng chính tôi đã từng rơi vào điện áp bước 20 kV. Và tôi có thể nói với bạn điều sau đây. Tôi không muốn lần thứ hai ở trong tình huống này. Nhưng tôi vẫn còn sống. Vì vậy, tình huống xảy ra với người Trung Quốc trên TV, các bạn còn nhớ không? Bị ngã lăn vì tia sét gần đó. Chắc chắn anh ta đã rơi vào điện áp bước gần nhà cao tầng. Tình huống sẽ xảy ra tương tự như thế. Để chống lại tình huống này, cả nước Nga hay ở châu Âu không biết vì những nguyên nhân gì mà không có ai đấu tranh chống lại nó. Còn một điều nữa, nếu bạn có mạch điện ngầm điện áp thấp trong khu vực lân cận của tòa nhà này, ví dụ mạch điều khiển hoặc tự động hóa, thì từ những ảnh hưởng như vậy đến những mạch này sẽ rất không dễ chịu. Do đó, việc bảo vệ các mạch này với thiết bị bảo vệ quá điện áp là hoàn toàn cần thiết. Còn một điểm nữa cần được nhắc đến, nó hệ thống đường ngầm dẫn đến tòa nhà chọc trời. Từ tòa nhà chọc trời đi ra, cứ cho rằng một đường ống nước. Những đường ống này có thể coi là đường để lan truyền điện áp cao. Chúng ta không nói về lan truyền điện áp cao đến tòa nhà, mà ngược lại, đây là những gì chúng ta đang nói đến. Điểm đáng nói là điện áp cao có thể được truyền theo các đường ống từ tòa nhà này tới các tòa nhà lân cận thấp tầng, nhà nhỏ. Và tôi đã đưa ra trên đồ thị này điều như sau. Tôi có một xung dòng sét tác động lên tòa nhà chọc trời. Dòng điện của nó là 100 kA với xung 10 trên 350 microgiây. Đây là xung dòng điện tính toán mà tất cả chúng ta vẫn sử dụng. Điện trở nối đất của tòa nhà chọc trời là lý tưởng. Mạch nối đất rất tốt, điện trở nối đất chỉ có 1 ôm. Còn bây giờ tôi nhìn vào các xung sẽ chạy theo đường ống. Với đường kính ống 10 cm ở khoảng cách 200 m. Trong đất có 200 ohm, còn đây là 500 ohm. Hãy xem nhận được kết quả gì. Nhận được rằng điện áp chia cho dòng điện ở đây bằng khoảng 0,7. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là xung dòng 1 kA tạo ra điện áp 0,7 kV. Còn nếu đây là 100 kA thì ở chỗ bạn sẽ dẫn đến tòa nhà bên cạnh 70 kV. Có nghĩa là việc truyền một điện áp cao như vậy theo các đường liên hệ ngầm từ các tòa nhà chọc trời đến các tòa nhà lân cận xung quanh nó là một điều rất thực tế. Và điều này phải được phòng tránh. Và biện pháp chống lại đầu tiên là tất cả các đường liên hệ này phải được kết nối với nơi đất của tòa nhà thấp tầng nằm trong khu vực lân cận. Đây là một biện pháp truyền thống, nhưng là một biện pháp rất tốt. Cuối cùng, tôi cũng đã đi đến phần mái nhà. Tôi nhất định muốn nói về mái nhà. Bạn có hiểu không? Công việc là thế nào? Chúng ta có mốt như thế. Chúng ta thích đặt một cái gì đó trên mái nhà của chúng ta. Làm thế nào ở đây? Nhìn này. Bức ảnh bên phải là mái của một trong những tòa nhà ở Bavaria mà chính tôi đã chụp. Trên nóc mái, phần sáng hơn. Đây là nơi đặt máy kiểm tra thời tiết. Hãy nhìn xem họ bảo vệ chúng như thế nào. Họ bảo vệ theo cách sau đây. Họ không có lưới chống sét trên mái
Họ có một hàng rào bằng kim thu lôi xung quanh tất cả các máy kiểm tra thời tiết. Những kim thu lôi này có chiều cao rất thấp, khoảng đâu đó 3 mét, đứng cách nhau khoảng 5 mét, bao xung quanh toàn bộ khu vực được bảo vệ. Và phương pháp bảo vệ này là việc lắp đặt một số lượng lớn các kim thu lôi độ cao thấp. Phương pháp này là khá thực tế và hoàn toàn có thể được áp dụng. Ở nước Nga chúng ta, tôi thích dùng cấu trúc khác, không giống với ở nước Đức. Tôi đề nghị kiểu như thế này, hãy quay lại câu hỏi về ngôi nhà đó, bất kể nó cao bao nhiêu, cho dù 20 mét, 150 mét, 200 mét, quán cà phê ở trên sân thượng, tôi cần làm cái gì? Đằng nào thì họ cũng sẽ bắt tôi phải làm một lưới chống sét trên mái nhà này. Tôi sẽ không trốn khỏi nó. Vì vậy, tôi sẽ lấy một tấm lưới này từ mái nhà và nâng nó lên trên diện tích nơi có quán cà phê. Để khoảng cách cách ly đúng bằng khoảng cách được quy định trong Puye, chúng bằng khoảng 5 mét tới vị trí con người. Tôi nhận được cái gì ở đây? Trên đầu mọi người, bên trên mọi người thành một lưới chống sét ở phía trên. Bạn có thể trang trí bất cứ thứ gì bạn muốn lên đó. Ví dụ, bạn có thể treo hoa mao lương. Những bông hoa sẽ cuốn quanh theo mái này. Và phần cuối có thể viết vài dòng quảng cáo gì đó. Chúng sẽ không làm phiền ai cả. Nhưng tấm lưới đã được nâng lên này sẽ bảo vệ rất tốt cho những người uống cà phê hay ăn bánh tráng miệng ở đó. Ở bên trái, tôi có phương án lựa chọn khác. Phương án này, tôi thú thật rằng, tôi lấy từ tài liệu quảng cáo của công ty Densone ở Bavaria, hãng mà tôi rất quen thuộc và tôi đã được cho phép làm việc này. Trên mái nhà có một anten mạng điện thoại di động. Anten không cao lắm, chiều cao của nó chỉ có 10 mét. Tuy nhiên, các bạn còn nhớ đấy, điều này là khá đủ để hầu như tất cả các tia sét hướng lên xuất phát từ anten này. Đây là sự bảo vệ mà công ty đề xuất. Và tôi nghĩ là nó khá phù hợp. Nó là như thế này. Họ đặt kim thu lôi trực tiếp lên anten này, nhưng kim thu lôi được cách điện với anten. Nó được cách ly với anten ở điện áp mà nhiễu điện tử có thể gây ra cho anten. Và dòng điện sét được dẫn xuống từ kim thôi lơi này bằng một sợi cáp cách điện đặc biệt cho đến mức kết nối đẳng thế đầu tiên. Và mức san bằng điện áp đầu tiên này là lưới chống sét nằm trên mái nhà. Và với thiết kế như vậy, đảm bảo rằng các block điện tử của anten mà theo như tôi nhớ, nó có giá ở mức 30.000 đô la mỗi chiếc trước khi đồng đô la tăng giá. Tức là một thú vui đắt tiền. Trong trường hợp này, các block được bảo vệ đầy đủ. Đây có thể coi là một biện pháp điển hình. Có nghĩa là điều này nói lên điều gì? Nó nói lên vấn đề sau. Nếu bạn thực sự không muốn, bạn không muốn để trên mái nhà trần trụi và bạn muốn phải đặt một cái gì đó lên mái nhà, thì cần được bảo vệ khỏi sét. Hãy làm bảo sét cục bộ. Hãy làm giống như cột thu lôi kiểu cách điện này. Hoặc một loạt cột thu lôi bao phủ trên toàn bộ diện tích. Hoặc là dẫu sao, tôi vẫn khuyên bạn nên gỡ lưới sắt mái nhà và nâng nó lên diện tích cần được bảo vệ. Các phương án bảo vệ như vậy đối với nhà cao tầng hoàn toàn chấp nhận được. Và bây giờ tôi sẽ nói với các bạn đôi điều về những tòa nhà chọc trời của Mỹ. Khi tôi ở Mỹ, tôi đã đề nghị họ cho tôi xem một tòa nhà chọc trời. Bạn biết đấy, ở đó, mái nhà trống rỗng.
Họ không muốn bận tâm đến bất kỳ bảo vệ chống sét nào của mái nhà, và do đó hoàn toàn không có gì trên đó. Không có hệ thống anten nào, không có quán cà phê nào, và ngay cả nơi để quan sát trên mái nhà cũng không có. Tất cả những thứ này được đưa xuống dưới mái nhà, và mái nhà chỉ để trần và không được bảo vệ. Và lớp phủ kim loại của nó thích hợp để đón nhận những tia sét mà không gây hậu quả. Đối với tôi, dù sao, trong sâu thẳm tâm hồn vẫn thích cách tiếp cận như thế. Tôi biết rằng, điều này rất khó thực hiện ở nước ta, bởi vì những tòa nhà chọc trời đang được xây dựng gần đây đều được lợp mái dưới dạng cửa sổ lắp kính hai lớp, mang lại ánh sáng cho những khu vườn mùa đông nằm trên tầng cao nhất. Ở đây, bạn sẽ không thể làm bất cứ điều gì khác, ngoại trừ những gì tôi đã nói với bạn. Xin mời, tôi đã sẵn sàng trả lời các câu hỏi nếu chúng có. Tất cả các câu hỏi từ các đồng nghiệp mà trước đây đã đặt câu hỏi cho ông và muốn nghe trả lời cụ thể hơn. Ví dụ, về lớp cách nhiệt và lưới chống sét, ông đã nói rằng, theo tiêu chuẩn của chúng ta có thể lắp đặt, và câu hỏi là, ở độ sâu bao nhiêu trong lớp cách nhiệt cho phép lắp đặt lưới chống sét? Tôi nhắc lại lần nữa, những chi tiết như vậy mà bạn muốn nghe không thể có trong bất kỳ tiêu chuẩn nào. Nhưng trong tiêu chuẩn của chúng ta nói điều sau đây, nếu vật liệu cách nhiệt dễ cháy, không cho phép. Chỉ cho phép đặt lên trên lớp cách nhiệt, mặc dù tôi nhắc lại một lần nữa, lớp cách nhiệt sẽ không được bảo vệ trong trường hợp này. Nếu lớp cách nhiệt không cháy, bạn có thể đặt lưới tùy thích, kể cả bên dưới lớp cách nhiệt và giữa nó nếu bạn thích. Lớp cách nhiệt không ngăn cản sét, bạn hiểu không? Bạn có thể đặt dưới bất kỳ lớp cách điện nào nếu nó không cháy, ở bất kỳ độ sâu nào. Và họ muốn được tư vấn về một sơ đồ bảo vệ tòa nhà có chiều cao 60 mét. Có thể đặt lưới chống sét 5 x 5 mét trên đó và sử dụng hệ thống kim thu lôi với dây dẫn xuống cách điện với tòa nhà không? Trước hết, tôi vẫn muốn nói, bạn biết chuyện thế nào không? Dẫu sao, chúng ta vẫn cần tôn trọng tiêu chuẩn quy định của Nga. Khung quy định của nước Nga chúng ta có lưới không phải là 5 x 5 mét mà là 6 x 6 mét. Tôi không biết tại sao bạn lại muốn 5 x 5. Nếu bạn muốn, trong hướng dẫn ở đó, nếu bạn muốn vì Chúa, vấn đề là ở đây. Các kích thước mắt lưới theo quy định của tiêu chuẩn là kích thước tối đa cho phép. Nếu ở chỗ bạn có lưới 6 x 6, còn bạn muốn lưới 0,5 x 0,5 mét, vâng, vì Chúa, bạn hãy làm điều đó, điều này không bị ai cấm. Vì Chúa, 6 x 6 là kích thước tối đa cho cấp bảo vệ chống sét cấp 2. 7 x 7 thì không được. Thanh tra, nhà nước sẽ nói, làm lại. Còn nửa mét x nửa mét thì xin cứ làm. Và 5 x 5 cũng xin cứ làm, bởi vì kích thước được đưa ra trong RD34 là kích thước tối đa cho phép. Bây giờ là điều thứ hai, có thể làm gì với một tòa nhà 60 mét? Một tòa nhà cao 60 mét là một tòa nhà có chiều cao bình thường điển hình. Tất cả các điều khoản hướng dẫn của RD34 được áp dụng mà không có bất kỳ hạn chế nào. Tôi không nói về tiêu chuẩn SO153 bởi vì nó hoàn toàn không liên quan đến điều gì. Bạn sẽ không tìm thấy gì ở đó. Nhưng nếu nói về RD34 thì mọi thứ được viết ở đó về việc bảo vệ mái nhà, bạn có thể sử dụng. Cột thu lôi cục bộ được lắp đặt trên mái nhà để bảo vệ những thứ cụ thể, cũng có thể được sử dụng trên tòa nhà có chiều cao 60 mét. Đây là một tòa nhà có chiều cao thông thường. À, một câu hỏi về chống sét tích cực. Ông nghĩ gì về việc sử dụng nó? Bạn có biết vấn đề là gì không? Hãy nói chuyện như thế này.
Tôi đã nói nhiều lần về những gì tôi nghĩ về chứng xét tích cực. Không phải riêng tôi, không phải chỉ những đồng nghiệp nghiêm túc của tôi, không ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới kể cả Hoa Kỳ, và nhân tiện, một chuyên gia của Hoa Kỳ tại hội nghị gần đây nhất về chứng xét mùa xuân năm ngoái, họ tham gia hội nghị của Nga. Những người Mỹ đã tham gia, bạn hiểu không? Nghĩa là tất cả chúng tôi đều có chung một quan điểm, cột thu lôi tích cực hoàn toàn không có hiệu quả. Và hiệu quả của chúng đã không được chứng minh bằng bất kỳ cách nào. Đó là những nghiên cứu lý thuyết dẫn đến kết quả này. Đó là những quan sát thực tế khi các cột thu lôi tích cực và những cột thu lôi công nông được đặt cạnh nhau trong các điều kiện như nhau. Chúng đã được nghiên cứu, theo dõi trong 3 năm và không tìm thấy ưu thế nào. Và cuối cùng, tại hội nghị gần nhất của chúng tôi, có một báo cáo của Vasily Mikhailovich Kuprienko. Đây là một chuyên gia khá nổi tiếng về chống xét ở nước Nga đã tiến hành thí nghiệm. Tôi không biết là tốn bao nhiêu tiền vì đây là một công việc rất lớn, rất nhiều công sức. Nghiên cứu các loại cột thu lôi tích cực này, thực nghiệm mô phỏng tia sét, đã sử dụng máy phát điện áp xung 6 triệu vôn. Kết quả trong tất cả các trường hợp đều âm. Do đó, không một văn bản tiêu chuẩn quy định nào của Nga cho phép sử dụng các cột thu lôi tích cực. Bạn có thể mua nó, bạn có thể đặt nó, nhưng nếu ở chỗ bạn xảy ra bất kỳ vấn đề gì, ai đó bị thiệt hại, con người, động vật, nhà cửa, công trình kiến trúc, thì khi đó bạn sẽ bị truy tố vì chống xét không đúng cách. Tờ rơi quảng cáo của công ty mà họ bán cột thu lôi tích cực cho bạn sẽ không cứu bạn khỏi tội hình sự. Một câu hỏi về tính toán nhiều cột thu lôi đó là làm thế nào? Ở đây, chờ một chút để tôi kết thúc câu hỏi. Tiếp tục đi. Tính toán nhiều cột thu lôi, chúng tôi đã bàn giao chương trình cho dự án Zanru. Và dự án Zanru hiện đang chuẩn bị đưa chương trình này lên Internet với một số điều kiện nhất định. Ý tôi là chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ý tôi là những người, những nhà phát triển bảo vệ chống xét, dự án Zanru là một công ty có trách nhiệm và tôi tin rằng họ cũng sẽ sớm hoàn thiện nhiệm vụ của mình và chương trình sẽ sớm được truy cập. Dẫu sao, hiện nay vẫn chưa có chương trình này. Ông có thể đề xuất cách tính chiều cao của chính những cột thu lôi lắp trên mái nhà cao tầng. Có sự lưu ý đến là trong SO và trong RD, chiều cao của cột thu lôi được tính từ mặt đất, được không? Bạn biết đấy, vấn đề là thế nào? Tôi coi là thế này. Ở đây trong tiêu chuẩn của Nga đã có một sơ suất. Sơ suất như thế này. Theo tiêu chuẩn châu Âu, trong mọi trường hợp, chiều cao của cột thu lôi cục bộ được tính từ mái nhà. Trong tất cả các trường hợp, rõ ràng là khi cột thu lôi đứng ở mép mái nhà, mép ngoài của mái. Điều này là hoàn toàn sai lầm. Trong tiêu chuẩn của chúng ta và bạn lại quá thận trọng, luôn luôn tính chiều cao kể từ mặt đất. Nhưng nếu cột thu lôi nằm ở giữa mái nhà thì điều đó cũng hoàn toàn không đúng. Vì lý do này, vấn đề này cần được sửa đổi. Không phải phương pháp luận. Phương pháp luận luôn biết rõ ràng những gì phải làm, mà là cần sửa đổi luật. Việc sửa đổi luật này vẫn chưa được thực hiện. Mặc dù ngày nay tất cả chúng ta đều hiểu rằng tiêu chuẩn SO 153 từ khi chưa hoạt động đã không phù hợp cho việc áp dụng thực tế. Và toàn bộ vấn đề chỉ là một điều này. Ai sẽ bỏ tiền ra để biên soạn những tài liệu đó mà chúng ta, những nhà thiết kế, có thể sử dụng? Tôi sẵn sàng tính toán những tình huống này, nhưng những tính toán của tôi không được hợp pháp hóa.
không thể là một văn bản quy phạm. Các bạn tha lỗi cho tôi, ở đây tôi không thể làm gì được. Rốt cuộc, ông có coi là phần máy đã xong? Không, tôi có lẽ đã làm điều như thế này. Có lẽ giống như tôi coi là Nadezhda thúc đẩy tôi nói ra điều gì đó. Đây có lẽ là điều tôi coi là. Nếu cổ thú lôi thực sự đứng cạnh mép mái nhà, và khoảng cách đến mép mái nhà tương đương với chiều cao của cổ thú lôi, thì tôi sẽ coi là nó như được ghi trong các tiêu chuẩn của Nga. Nhưng nếu cổ thú lôi đứng ở giữa mái nhà và khoảng cách từ cổ thú lôi đến mép mái nhà ở đâu đó gấp 2, 3 chiều cao của cổ thú lôi, thì tôi sẽ coi mái nhà như là bề mặt của mặt đất, và tất cả các chiều cao sẽ được tính từ mái nhà. Và tôi cam đoan với các bạn, kết quả này sẽ đáng tin cậy. Nhưng nếu bạn bắt đầu tính những cột thu lôi thấp như vậy, bạn biết đấy, kết quả nhận được hầu như ngay tức khắc. Vâng, thưa các đồng nghiệp, mời các bạn hỏi những câu hỏi còn lại nếu bạn vẫn còn chúng. Và vì chúng ta sẽ kết thúc, tôi hiểu như vậy có đúng không? Đúng. Nghĩa là chúng ta sẽ chờ một chút, có thể các câu hỏi đang được hình thành và in ra. Các bạn đồng nghiệp biết đấy, nếu thực sự cần nói về cách tính toán móng, tôi hiểu rằng vấn đề này nó rất quan trọng đối với nhiều người. Các bạn hãy ghi vào phần lưu ý của mình là bạn đang quan tâm đến vấn đề này. Tôi hiểu rằng buổi hội thảo này sẽ rất khó hiểu, nhưng phương pháp luận của những công việc như vậy đã được chúng tôi phát triển rất tốt. Chúng tôi biết cách tự mình làm việc này và chúng tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm với các bạn. Và đây, do thực tế là không có quy định cấm nào của pháp luật, đây không phải là kim thu lôi trên mái nhà. Phương pháp mà chúng tôi đề xuất, các bạn cũng có thể sử dụng. Tốt rồi, không có câu hỏi nào được chuyển đến. Bây giờ trong chat xuất hiện một đường link dẫn đến các bảng câu hỏi, nơi bạn có thể bày tỏ mong muốn của mình. Tiếp tục ghi những câu hỏi chưa hỏi còn lại và chúng tôi sẽ rất biết ơn về những phản hồi này. Cảm ơn sự chú ý của các bạn. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham dự hội thảo. Nói chung, tôi rất thú vị khi được làm việc cùng với các bạn.